Hi, xin chào mọi người. Hiện tại thì mình đang có mặt ở Đan Nam Giao. Và Đan Nam Giao này nằm ở cuối con đường Điện Biên Phủ thuộc thành phố Huế. Đây là một công trình kiến trúc mà các đời vua nhà Nguyễn sử dụng để làm lễ tiệc trời. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về kiến trúc của cái công trình đặc biệt này, cũng như là xuất xứ, lịch sử và công dụng của công trình này như thế nào nhé. Bắt đầu. Trong dòng chảy của lịch sử Việt Nam thì từng có 5 triều đại lập nên Đan Tế Nam Giao để thực hiện các nghi thức tế trời, đất hay là tổ tiên. Tuy nhiên, cho đến hiện nay thì Đan Nam Giao ở kinh thành Huế là công trình duy nhất còn sót lại gần như là nguyên vẹn. Đan Tế này được sử dụng trong các buổi đại lễ tế giáo của triều Nguyễn. Vào năm 1993 thì Đan Nam Giao được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Còn về vị trí thì Đan Nam Giao được xây dựng ở làng Dương Xuân, phía Nam Kinh Thành. Ngày nay thì nơi đây thuộc địa phận của phường Trường An, thành phố Huế, nằm cách trung tâm thành phố chỉ khoảng 4 km. Và nếu từ di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô thì mọi người chỉ cần đi hết đường Điện Biên Phủ là đến. Và nói về lịch sử xây dựng của Đan thì Đan được khởi công xây dựng vào ngày 25 tháng 3 năm 1806 dưới thời của vua Gia Long. Trong suốt chiều dài lịch sử của nhà Nguyễn thì đã có 10 trong số 13 đời vua tổ chức các buổi lễ tế giáo, tế trời đất tại đây. Và tổng cộng đã có 98 buổi đại lễ diễn ra do đích thân nhà vua tế hoặc là sai người tế thay. Ban đầu thì các buổi tế thường được tổ chức mỗi năm một lần vào mùa xuân và kéo dài trong 3 ngày. Từ đời vua Thanh Thái đến năm 1945 thì giãn cách ra là 3 năm một lần. Dưới thời vua Bảo Đại thì thời gian tế lễ rút còn lại chỉ còn diễn ra trong một ngày. Thì hiện tại nếu mọi người tới đây tham quan thì không hề mất một loại vé, loại phí nào mọi người. Buổi chiều ở đây thì không gian rất là mát mẻ này, nằm giữa một cái rừng thông. Và ở đây buổi chiều cũng là rất là trống trải và mọi người cũng có thể tới đây để mà vừa tham quan, vừa đi dạo cũng như là có những cái bức hình chụp rất là đẹp. Và tổng quan về kiến trúc của Đan Nam Giao thì Đan Nam Giao được xây dựng trên tổng diện tích khoảng 10 ha. Tổ hợp kiến trúc này bao gồm công trình chính là giáo đàn và các công trình phụ như là trái cung, thần trụ, thần khố vân vân. Bốn mặt là đông tây nam bắc của đàn được trổ thành bốn cửa với cửa chính là cửa nam. Trước mỗi cửa này đều có một bức bình phong bằng đá với chiều rộng khoảng 12,5 m, chiều cao 3,2 m và dài 0,8 m. Tuy nhiên hiện nay thì công trình chỉ còn bảo tồn được là ba bức bình phong ở hướng cửa đông, cửa tây và cửa nam. Và bao quanh công trình là rừng thông xanh mát, nhưng mà qua thời gian đã không còn nguyên vẹn và được thay thế bằng một số loại cây khác. Trước đây thì nhà vua, hoàng thân cùng các vị quan lớn đều phải trồng và chăm sóc cây thông của mình ở đây. Vào thời đó thì đây là loại cây tượng trưng cho người quân tử, phóng khoáng và khí phách. Giáo đàn là trung tâm của Đan Nam Giao, đồng thời là nơi diễn ra các nghi lễ chính của lễ tế Nam Giao. Nơi đây được thiết kế với khuôn viên hình chữ nhật với diện tích là 390 x 265 m, gồm có 3 tầng. Kiến trúc của hạng mục này tuân theo thuyết tam tai trong văn hóa phương Đông là thiên địa nhân, trời tròn, đất vuông. Tầng 1 gọi là viên đan được xây thành hình tròn với lan can quẹt vôi xanh, ngụ ý là thiên thanh, tượng trưng cho trời. Tầng 2 là phương đan có dạng hình vuông, lan can thì quẹt vôi màu vàng, biểu trưng cho địa hoàng, tức là đất. Tầng cuối cùng cũng là hình vuông nhưng lại quẹt vôi đỏ, tượng trưng cho nhân, đó là con người. Mỗi tầng lại được trổ cửa và xây các bậc thềm ở cả bốn phía. Trong đó thì ba phía là đông, tây, bắc xây 9 cấp, còn phía nam thì xây 15 cấp. Theo các nhà sử học đánh giá thì kiến trúc Đan Nam Giao dưới triều Nguyễn đặt con người bình đẳng với trời, đất và thần linh. Điều này cũng đúng với tư tưởng thái hòa của đất nước ta trong thời đại này.
phía sau lưng mình là khu vực trái cung. Thì hiện tại bây giờ khu vực này đang đóng cửa để mà trùng tu sửa chữa. Sau này có lẽ nếu mà trùng tu sửa chữa xong thì có thể mình quay lại, mình quay cho mọi người xem để xem cái khu vực bên trong là như thế nào nhé. Và cả công trình khác ở Đàng Nam Giao đó là trái cung. Trái cung là nơi nhà vua thực hiện trái giới thanh tịnh trước khi chủ trì buổi lễ tế giao. Trái cung thì được xây dựng bao quanh bởi tường gạch hình chữ nhật, chiều dài là khoảng 85m và chiều rộng khoảng 65m. Công trình này thì nằm ở phía tây nam của giáo đàng, được xây dựng theo thế là tòa bắc hướng nam. Cổng chính của trái cung nằm ở hướng nam và được trổ thêm một cửa ở hướng bắc. Các hạng mục chính trong trái cung gồm có chính điện, nhà tạ túc, hậu túc, phòng thường tra, sở thường thiện, vân vân. Và hiện tại thì trái cung cũng đang được trùng tu nha mọi người. Ngoài ra thì Đàng Nam Giao còn có một số công trình phụ tiêu biểu khác, nhưng mà ngày nay thì đã không còn nữa. Ví dụ như là tế sinh sở, đây là nơi giết mổ những con vật sẽ đem cúng trong các buổi lễ tế. Công trình thần trù là nhà bếp để chuẩn bị các đồ vật dùng trong buổi lễ tế. Và công trình thần khố là khu vực nhà kho, nơi để các đồ tế khí. Vào năm 2004 thì tại Festival Huế, năm đó lễ tế Nam Giao đã được phục dựng tại Đàng Nam Giao và trở thành điểm nhấn của lễ hội này. Nếu festival lần sau mà có tái hiện lễ này thì mình sẽ quay mọi người xem nha. Hiện tại thì đến đây có một bàn thờ với hương đèn hoa quả, dễ cho du khách có thể thắp hương khấn vái. Trước thì có một điện đồng với các hoa văn mây sóng uốn lượn hay là lượng long triều nhật khá quen thuộc. Trong khuôn viên rừng thông còn có vài chuồng nuôi bồ câu mà tụi này đi lại lóng nhóng yên bình ghê. Mấy tụi cũng đi tới đây khoái nhất là cho bồ câu ăn lắm nha mọi người. Thực sự là bây giờ là khoảng 4 giờ chiều mọi người, đi giữa khu vực rừng thông cực kỳ là mát mẻ luôn. Và nếu mọi người tới du lịch thì mình khuyên mọi người nên tham quan khu vực này vào buổi chiều, sẽ là mát mẻ hơn cũng như là không khí sẽ dịu hơn so với buổi sáng hay là buổi trưa. Như vậy thì mình cùng các bạn chúng ta đã cùng nhau tham quan về Đàng Nam Giao, tìm hiểu về lịch sử cũng như vai trò của cái đàng tế lễ có vai trò mà rất là quan trọng trong triều đại nhà Nguyễn ở Huế. Thì theo như mình thấy thì đấy không những là một cái công trình linh thiêng mà bây giờ trở thành một cái khu vực như là công viên rộng lớn để mà mọi người tới có thể là tham quan, đi dạo, tại vì khu vực này rất là rộng và an toàn nữa. Thì buổi chiều có thể là gia đình có trẻ nhỏ lên đây đi dạo, còn trẻ con nó chạy nó không bị nguy hiểm. Mình cũng xin dừng video tại đây. Mọi người mà nếu thấy hay thì đừng quên những like, đăng ký kênh để ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại.